chào các bạn, mình là Kiều Anh. Mình đến từ Thái Nguyên, hiện tại mình đang làm việc ở Hà Nội. Công việc của mình thì làm trong ngành giải trí và bình thường phải tiếp xúc với rất nhiều người đẹp, nên mình khá tự ti về nhan sắc của mình, đặc biệt là mũi. Mũi mình rất là ngắn, cánh mũi to đè sang hai bên là nó cũng nhìn rất thô. Mình đã có tìm đến giải pháp là tiêm filler để nâng mũi cho cao lên, nhưng mà lại không đạt được hiệu quả như là mình mong muốn. Tiêm filler thì chi phí rất là cao và chỉ một thời gian ngắn là mình đã phải tiêm dặm lại rồi. Sau đấy thì filler còn bị tràn ra hai bên nữa, và đến lúc mà phải tiêm filler ra để cho tao ra thì vô cùng đau đớn, nên là mình muốn là phẫu thuật nâng mũi để có hiệu quả lâu dài luôn. Vì làm việc trong ngành giải trí nên mình biết đến khá là nhiều thẩm mỹ viện ở Hà Nội, và sau khi tìm hiểu kỹ càng thì mình đã quyết định chọn Đông Thơ Giang, thẩm mỹ viện Lilia ở 55 Mai Tô Hiến Thành để sử dụng dịch vụ nâng mũi. Các bạn hãy chờ đón sự thay đổi của mình nhé.